Cho thấm tất cả các gia vị. Bi da đen. Mở lên. Hàm răng đáng yêu. Yêu. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. On my mind of you and I getting together. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình nha. Chưa khỏi gì vậy chị cười. Hôm nay thì mình cùng với cháu mình sẽ tiếp tục vào quay thêm một món ăn mới nữa cả nhà. Đó là cái món này ai cũng biết rồi. Thì bây giờ cậu cháu sẽ làm đơn giản thôi. Chân gà ngâm thả cắt. Cắt cắt cắt. Rồi ok cả nhà, bây giờ mình sẽ cùng với đứa cháu mình làm cái món chân gà ngâm sả tắc nha. Để mình thử tay nghề của mình với đứa cháu mình như thế nào nha cả nhà. Vỗ tay, vỗ tay. Giờ mình đi mua cả nhà. Mua về làm. Bây giờ mình đứa cháu mình nằm nghỉ mình hoài. Giờ sao giờ mình ăn chân gà sả tắc phải không? Ơi. Rồi sao thiện ăn gì? Chỗ trà sả tắc hả? Xin gà sả tắc. Rồi mấy đồng mấy người kia cũng ăn luôn phải không? Rồi đi gom đi. Đây là lỗ tai heo với lại má heo nha cả nhà. Đây là mình làm để mình ăn cơm. Có khe không em? Ram hả? Ram ăn mặn ngọt ngọt ăn ngon. Còn này là cá thu. Cá thu biển rất là ngon nha nè. Bây giờ mình cùng mấy cháu mình đi hái ít xà về ngay cả nhà để mình ngâm ngâm với chân gà sả tắc nha. Thôi bị chói, cả nhà thông cảm anh, hôm nay nắng nhiều bị chói. Đây là cái cây gì ta? Cái này là lá gì nè? Lá gì mình quên nha. Đây là cái cây xài của bà cô của mình nè cả nhà ơi. Đó, trái rất là nhiều nha, cho nên trái rất là nhiều. Thì mình sẽ hái một ít trái để mình về mình ngâm với chân gà sả tắc của chúng ta ngày hôm nay nha. Đây là đồng đội của mình. Đó. Trên đây thì rất là nhiều cảnh. Đây là nhà của người ta, đây đất của một người khác nên cho mấy ông anh ở tạm ở nhà. Đây. Chân gà sả tắc.
Đây là cái thành quả của mấy cô cháu mình nha, vừa mới hái về. Vì đây cái đón nhiêu ký? Nhiêu ký? Một gần 2 ký. 1 ký mấy? Gần 1 ký rưỡi. 3 ký nha cả nhà. Dữ. 3 ký. Chứ không phải 3 ký. Có khi 4 ký. 4 ký á. Đúng không bồ? Đúng rồi. Đúng không bạn? Đúng rồi. Đúng không bạn? Đúng không bạn? Đây có mấy trái. Chắc mấy nước rồi. Mình nó giống tươi. Có trái chín nè. Mình sẽ hái mấy trái này về để mà mình nè, mình sẽ bỏ vô gà nha. Mình làm cái gà xả tắc thì mình sẽ bỏ thêm một ít này vô nữa nha. Xoài chín đã quá. Ôi thịt phê. Nhìn trái nào trái nấy. Xoài đúng không? Cái đó phải dây điện đâu, cái đó dây bình của người ta. Ôi, dây không rồi. Bỏ vô đây, mày sạch đi. Chưa dập tư. Dập xong rồi. Dập lâu à. Ở đây. Vậy là mình có lẽ mình cắt phần vỏ ra. Bây giờ mình sẽ căng nha cả nhà. Đây. Đó. Ghê chứ, mình đón gần 4 ký cả nhà thấy chưa? Tinh, tinh, tinh. Còn ai đón 1 ký? Như này 1 ký hả? Danh đón 1 ký rưỡi. Em đón 2. Em đón 1 ký. Em đón 1 ký mấy rưỡi 2 ký nha trời. Trời ơi. Bạn bao nhiêu? Đón 4 ký. Đúng là sâu quần. Nãy đón có 1 ký. Bạn này đón nhiêu? Bạn tự đón nhiêu? 2 ký. Mà này không biết gì hết. Đây mình nói gần 3 đến 4 ký đúng không nhà? Nè, 4 ký rõ ràng thấy không? Hơn 4 ký. 4 ký mấy luôn á, 4 ký. Ký 2, 4 ký 2. Tại mình rửa rồi nên cát bớt đi, nên giảm lại chút á. Đúng không? Nãy không rửa cát còn nhiều á. 4 ký thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Rồi 4 ký. 4 ký 2 luôn nha. Rồi 4 ký 2 anh em. 4 ký 2 mẹ. À cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ cùng với cả nhà đi vô làm chân gà ngâm xả tắc nha. Lần này mình sẽ thử tay nghề. Nói chung là mình không làm mình nên mà là cùng với vợ mình với lại mấy đứa cháu mình sẽ làm ha. Mình sẽ làm thử cái chân gà này ngon như thế nào nha cả nhà. Giờ mình thử tay nghề thôi, đi thấy nha. Chân gà này mình sẽ rửa nước muối lại cho nó sạch sẽ nha mọi người. Thank you.
đã làm xong cái món chân gà sạch sẽ rồi, nghĩa là mình đã rửa nó qua nước muối. Bây giờ mình sẽ luộc nó cho đến khi chín luôn nha. Rồi sau đó là mình sẽ bỏ nó vào nước đá để cho nó giòn. Cho nó giòn rồi sau đó là mình sẽ ngâm với tất cả những cái gia vị đây. Mình đã chuẩn bị sẵn này, cả nhà thấy không? Đó, trong đây thì đều có tất cả xả nè. Mình có cho thêm xoài nè. Rồi có cho thêm tắc với lại ớt nữa. Ai ăn ớt nhiều thì bỏ ớt nhiều nha. Đó. Giờ mình sẽ chờ cho thịt gà nó chín, sau đó mình sẽ bỏ vào trong cái gia vị này nha. Ok cả nhà, bây giờ cái chân gà của chúng ta đã chín rồi. Mình sẽ vớt chân gà này ra để mình bỏ vào cái xô, cái thau nước đá đó, để cho mình sẽ ngâm một chút, mình sẽ ngâm cả vài phút vậy đó để cho chân gà nó giòn. Rồi sau đó thì mình sẽ ngâm nó vào trong các gia vị để trở thành chân gà sa tắc. Đẹp anh coi, ráng tắt mới dở xong á, mồ hôi như cả nhà. Còn đây là bạn này yêu động vật. Đúng không? Đúng không bạn? Yêu thương động vật, cười cái anh. Đấy, con cười cho. Mày áo trái kìa trời. Anh đi mày áo trái. Thôi đừng dục dơ, dục xuống là người ta la đó. Đây, tôi giới thiệu cho tôi nè, tôi tên là Nguyễn Ngọc Kiệt. Bây giờ là bắt đầu rồi, chúng ta sẽ trộn chân gà nha cả nhà. Đây là cái tô nước mắm mà mình vừa mới nấu luôn á. Mình sẽ trộn cho đều vào để cho thấm tất cả các gia vị nha cả nhà. Bây giờ là 11:15 thì mình sẽ để tới 4 đến 5 giờ chiều rồi chúng ta sẽ đem ra thưởng thức nha, để cho nó chua chua ngọt với lại cộng thêm xoài. Nó xoài thì mình vừa mới hái trên cây luôn á, chua chua nữa, rất là ngon và thơm cả nhà. Hy vọng sẽ có một cái chân gà hấp dẫn để cùng với cả nhà thưởng thức cái món này nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình đã hoàn thành xong cái món chân gà ngâm sả tắc. Đây là đồng bọn của mình. Vui lắm cả nhà. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cái món chân gà ngâm sả tắc này nha. Để coi thử coi mình làm như thế nào nó ngon ra sao nha. Mời cả nhà nha. Rồi vô đây ăn đi, xuống đi. Sao vậy? Tự ái hả? Sao buồn vậy? Không có cay đâu. Nè mời cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Ngon ghê không? Chấm này không có cay đúng không? Nó cay nhiều đâu không? Cay không? Cay. Không cay đâu Tư ơi. Không cay. Mời cả nhà nha. Nó bớt the rồi.
Chưa ăn nó cay rồi. Nó chưa ăn sáng. Quá ngon cả nhà ơi. Ngon quá nha. Ai muốn cái ớt dài vậy? Trời ơi. Chuyện nói gì vậy? Đảo quá nha. Cái gì vậy? Quá là ngon. Đúng à. Ăn cơm ngon quá vậy. Ăn mạnh mẽ anh Tư. Ăn với cơm ngon không? Dạ cái đồ cũng ngon. Crash, great. Tự thấy mình hết hồn. God, please no, no, no. Không ngon ha. Nóc miếng gà nha. Giờ nóc miếng xoài cả nha. Quá trời ngon. Mười điểm mà đưa năm điểm. Mười điểm mà đưa năm điểm. Chỗ. Ngon quá vậy. Rồi. Ngon quá vậy. Ngon. Ngon quá không. Đâu bằng bà nở đâu mà con à. Sao không? Sao hơn được. Mắc không? Mắc quá. Mắc còn nhiêu đây. Dũng nó sáng nó mắc không? Dũng nó nói đâu. Ngon. Ngon cái gì? Đây là siêu mẫu, đây là đại gia nhí, đó là chủ ghe. Quý. Còn đây là gì? Chàng Tinh. Chàng Tinh. Còn đây là Bi Da Đen. Hàm răng đáng yêu. Mở lên. Hàm răng đáng yêu. Yêu 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 yêu. Ngon không? Mà cả nhà ăn miếng gà với mình nha. Đó, giùm đằng cái chân nè. Ôi, cái muối bít chấm này nó quá trời ngon đúng không? Nó giòn. Giòn không? Nó giòn tan. Trời ơi. Quá ngon vậy. Trời ăn là vô uống nước chịu nổi đâu. Cay quá. Bữa bán dài luôn à. Ừ. Bữa xài, đúng xài. Đúng quá cay cả nhà, ngon quá. Nhưng mà cái chấm quá. Mưa chớ không? Ít à. Người chết. Ừ. No. No. Người chết đi. Người chết đi. Người chết đi. Người chết đi. Tổng nhiên ngang tan dữ. Ôi mà không hết nữa mới gầy. Quá vậy cay cả nhà ơi. Cay hơn. Không cay. Không cay hả? Ghê vậy. Không cay đâu. Cay không? Không cay đâu cả nhà ơi. Thật sự mấy cháu mình nó thè thè thôi chứ không cay mấy đâu. Cay muốn chết. Chết. Nói chung là cái chân gà ngâm sa tắc này của mình nó hôm nay rất là ngon cái nhà, tuyệt vời nha. Ngon lắm. Thê cái cây mà nó đã cái nhà. Rồi tự tay mình làm nó ngon. Rồi đã ngon. Cây miếng. Ngon. Nó dai dai mà ngọt ngọt ngon. Chấm miếng nha. Quá là ngon. Coi, mình đứng tại đây nghe cái nhà. Mình hẹn cái nhà vào những cái clip sắp tới nha. Hấp dẫn hơn nữa. Bye bye cái nhà nha. Bye bye cái nhà đã ủng hộ kênh của mình. Bye bye.